Xin chào mọi người, thì hôm nay Khanh xin giới thiệu với mọi người một cái phương pháp làm đẹp rất là đơn giản và hỗ trợ rất tốt cho cái việc dưỡng da được tốt hơn. Da mụn, da nám, da tàn nhang đều có thể sử dụng cái phương pháp này nha. Đó là phương pháp son mặt hoàn toàn tự nhiên. Thảo mộc này ở bên K-Beauty sẽ được sấy khô theo kiểu là sấy lạnh để giữ nguyên cái cơ bản, không bị biến đổi chất sen của các loại thảo mộc. Ngoài ra là không có chất bảo quản nên không gây hại cho da và cho người dùng. Mẹ bầu bí và mẹ bỉm sữa đều có thể sử dụng. Phương pháp son này sẽ giúp cho cái làn da của chúng ta được khỏe hơn, thông thoáng các lỗ chân lông và việc sản sinh các tế bào mới sẽ tốt hơn. Sản phẩm này có giá là 220.000 và dùng được từ 25 tới 30 lần, rất là tiện lợi luôn. Thì đây là một sản phẩm rất là cần cho các chị em phụ nữ, nên là mọi người nên sở hữu và sử dụng cái sản phẩm này nha.